Chào mừng các bạn đến với kênh Review sức khỏe mỗi ngày cùng HCT. Chúng ta của mình đây là Healthy Care Super Niacin 1200mg. Viên uống chuyển hóa chất béo và chức năng gan khỏe mạnh của Úc. Với thành phần được điều chế 100% từ dầu đậu lành, bổ sung hàm lượng cao niacin, hỗ trợ duy trì chức năng gan, hệ tiêu hóa và cải thiện sức khỏe toàn diện. Và bây giờ mình sẽ review bên ngoài của sản phẩm. Một chủ đạo của Healthy Care Super Niacin 1200mg. Được dán thông tin bên ngoài là màu trắng và màu xanh lá. Và sản phẩm đều bằng nhựa, đó chắc chắn và lịch sự. Đây là hạn sử dụng của sản phẩm. Và bên cạnh là mã vạch của sản phẩm. Đây là tem phụ bổ sung tin bằng tiếng Việt, có thông tin, thành phần, công dụng, cách dùng và lý của sản phẩm. Và bây giờ mình sẽ mở nọ để xem được bên trong nhé. Một nọ 100 viên và uống bên trong là dạng viên nem mềm, hỗ trợ duy trì chức năng gan, hệ tiêu hóa và cải thiện sức khỏe toàn diện. Và thành phần chính của viên uống Super Niacin 1200mg Healthy Care là Niacin 1200mg. Niacin là một dưỡng chất tự nhiên được tìm thấy trong thực phẩm, cũng được bán dưới dạng thực phẩm chức năng. Khi bổ sung niacin vào cơ thể, được phân hủy thành một chất gọi là choline. Chất này được cơ thể sử dụng để vận chuyển chất béo, tăng cường chức năng gan khỏe mạnh, điều chỉnh sự trao đổi chất, duy trì tính toàn vẹn cấu trúc của tế bào và tạo điều kiện dẫn truyền thần kinh. Với thành phần bổ sung niacin 1200mg thì nó có công dụng hỗ trợ chuyển hóa chất béo và tăng cường chức năng gan khỏe mạnh, làm đẹp da, giúp hỗ trợ giảm dấu hiệu tuổi tác trên da, giúp da căng đẹp, mịn màng, sắc mặt hồng hào, hỗ trợ duy trì và cải thiện sự khỏe mạnh toàn diện của cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý cho nữ, hỗ trợ tăng cường sức khỏe tốt hơn và một cơ thể dẻo dai và săn chắc hơn. Và nó được sử dụng của viên uống Super Niacin 1200mg Healthy Care là mình muốn tăng cường chức năng gan khỏe mạnh, mình muốn tăng cường hệ tiêu hóa, nữ giới muốn tăng cường sức khỏe và sự dẻo dai, người muốn da khỏe đẹp và căng mịn. Một lọ 100 viên và được nhà sản xuất khuyến cáo cách dùng theo: người lớn uống 1 đến 3 viên mỗi ngày trong bữa ăn. Và lưu của sản phẩm là trẻ dưới 12 tuổi chỉ sử dụng theo hướng dẫn của chuyên gia y tế. Sản phẩm có chứa dầu đậu lành và sunfit, bảo quản hữu ráo, tránh sáng trực tiếp và để xa tầm tay của trẻ em. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Vì Healthy Care Super Niacin 1200mg là thực phẩm chức năng, không phải là thuốc. Do đó, mức độ hiệu quả nhanh hay chậm tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Với khả năng hỗ trợ gan khỏe mạnh, tăng cường hệ tiêu hóa, chuyển hóa chất béo, thì Healthy Care Super Niacin 1200mg sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho các bạn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm, vui lòng liên hệ nếu hotline bên mình 0978 96 2356 hoặc truy cập vào đường link bên dưới phần mô tả. Hãy để lại bình luận dưới video này nhé. Video review đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video review tiếp theo.